sao con khóc thế? Sao lại ngồi đây khóc thế? Thế đi, nào, nắm tay bố ra, bố con mình đập lợn đi. Bố con mình đã đập lợn. Nào, đây. Khang bảo hello các bạn đi. Hello các bạn. Hôm nay nhà mình đập lợn để xem thu hoạch của Khang được bao nhiêu nhá. Đấy. Hôm nay hai bố con mình đập lợn. Đấy, chú lợn rất là to luôn. Đấy. Đây. Đấy. Hai bố con tôi hôm nay đập lợn đập bằng cái gì? Con dơ cái này lên. Con dơ cái này lên khoe mọi người. Đấy, nhà mình đập bằng cái chày. Chày là chày gì? Chày đâm cua. Rồi. Bây giờ đập nhá. Khang đập đi. Khang vào đập đi. Úi giời, đập mạnh vào. Úi giời, đập mạnh vào. Đúng rồi. Úi giời, mãi mà không vớ à. Đập đi, đập mạnh vào. Thế nào thế? Nào, đập mạnh vào. Khang ơi, bố bảo, bố chỉ con này. Đập thế này. Úi giời. Hay là đập cái đuôi, hay là đập đoạn đuôi. Đúng rồi, đập đoạn đuôi. Đây, đập đoạn đuôi này, đập đoạn đuôi này. Đập đuôi đi. Ui rồi. À, đập vào đoạn đít à? Ui rồi, là mập quá, đập không được à? Ui, đã lủm rồi, đã lủm một lỗ rồi các bạn ạ. Cười gái. Thủng rồi, đấy. Rồi, soi ở bên trong thì còn nhiều tiền không nào? Trời ơi, chưa nhìn thấy gì luôn. Nào, đập đi. Ui rồi, quả này vớ rồi, vẫn chưa vớ à? Ui rồi, vớ rồi. Có cái nịt.